Biết có trả lời tình hình nhắn dạ có đó. Dạ, nay vô lớp sớm luôn hả sư? Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Kha á. Con kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Xin chào tất cả quý vị học viên. Đã đến giờ vào lớp á, xin mời Ngọc Trân tụng thời kinh Tam Bảo tối nay á. Xin mời quý vị trang nghiêm thân khẩu ý để lắng nghe thời kinh Tam Bảo. Xin mời Ngọc Trân. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ye ca mi cha ru pe ri ri si kha ra ta te cha ta li khe vi ma ne di be ra te cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wan thum hi khe te phum ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ya kha gan tha pa na ga ti than ta Santi ke yang muni wara wacanang sa tha wo me sunan tu thammak Savanakalo ayam phadanta thamma savanakalo ayam phadanta thamma savanakalo ayam phadanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddhang saranam gacchami dhammang saranam gacchami sanghang saranam gacchami Tutiyambi Buddhang saranam gacchami Tutiyambi dhammang saranam gacchami Tutiyambi sanghang saranam gacchami Tatiyambi Buddhang saranam gacchami Tatiyambi dhammang saranam gacchami Tatiyambi sanghang saranam gacchami Iti biso phagawa arahang sama sambutho vicha charana sambano sugato loka vidu anuttaro purisara masarathi sattha deva manusanang butho phagawati nati me saranang anyang butho me saranang warang Ete na sa chawache na hontu me chaya mangalang Uta mangge na wande hang bada bang sop Waruta mang bute yo kalito do so buto Kamatutang mamang Swakato fagawata thammo sandithiko akariko Ehi basiko opanajiko pachatang weditapo winyuhitinati me saranang anyang thammo me saranang warang ete nasacha wache na hontu me chayamangalang utamange na wande hang thammang chadui thang warang Tham me yo khali to do so tham mo
Dhamma tu tăng ma măng Subhatibhano Phagavato Savaka Sangho Ujubhatibhano Phagavato Savaka Sangho Nyayabhatibhano Phagavato Savaka Sangho Samichibhatibhano Phagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Burisa Yugani Athaburisa Bungala Ê sa pha ga wa to sa wa ca sang kho a hu ne yo pa hu ne yo da khi ne yo an cha ni ca ra ne yo anu ta ra pu nhang khe tang lo ca sa ti na thi me sa ra nang an nhang sang kho me sa ra nang wa rang Ê tê na sa cha wa che na hôn tu me cha ya mang ga lang Bồ Tát mang ghe na văn đề hằng sanh thành cha đô vi thọ ta mang sang khe yo kha li tô đô so sang khô kha ma tu tăng ma mang văn đề mi chế ti yang sa bang sa ba tha ne su ba ti thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thị bồ tha ru bang sa ca lăng sa đa Sam Bhute Atavi Sancha Dwada Sancha Sahasa Kepancha Sata Sahasa Ninamami Sirasa Ahang Te Sang Thammancha Sankhancha Adare Nanamami Hang Namakara Nufave Nahantwa Sabbe Upatave Aneka Antaraya Bivina Santu Ase Sato Sam Bhute Pancha Panya Sancha Chatuvi Sati Sahasa Keda Sata Sahasa Ninamami Sirasa Ahang Te Sang Thammancha Sankhancha Adare Nanamami Hang Namakara Nufave Nahantwa Sabbe Upatave Aneka Antaraya Bivina Santu Ase Sato Sambuddhe na vuttara sate atha chattali sa sahasa ke vi sati sata sahasa ninamami sirasa aham te sang thammancha sankhancha re nanamami hang namakara nufave nahang tva sabbe upatave Aneka antaraya bivina santu ase sato Sape puratima yadisaya sata avera sukhi honu Sape puratima yanudisaya sata avera sukhi honu Sape dakina yadisaya sata avera sukhi honu Sape dakina Yanudisaya sata avera sukhi honu sape paichima Yadisaya sata avera sukhi honu sape paichima Yanudisaya sata avera sukhi honu sape uttara Yadisaya sata avera sukhi honu sape uttara Yanudisaya sata avera sukhi hondu sape uparima Yadisaya sata avera sukhi hondu sape hetima Yadisaya sata avera sukhi hondu sape Sata avera hondu sukhita hondu nidukha hondu abhyapaccha hondu anikha hondu Ika yuga hondu agoga hondu sampati hisami chantu sukhi atanang pariharantu dukha patta chanik dukha faya patta chanik faya soka patta chanik soka hondu sapehi pipanino Akasattha Chafumatha Devanaga Mahithika Bunyang no Anumodang Tuchirang Rakhang Tunuksasanang Akasattha Chafumatha Devanaga Mahithika Bunyang no Anumodang Tuchirang Rakhang Tunogaru
Akasatha Chapumma Tha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anomo Dang Tu Chirang Rakhang Tu Nya Tayo Akasatha Chapumma Tha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anomo Dang Tu Chirang Rakhang Tu Panino Akasatha Chapumma Tha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anomo Dang Tu Chirang Rakhang Tu No Sada Idang Watano Bunyang Asawa Kaya Wahang Hon Tu Anagate Kale Sa thú. Dạ thầy, Kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng thuyết bài học cho chúng con. Dạ, xin kính thỉnh sư. Con kính lãnh lễ sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Phật Ma giả, Nam mô Tăng Thầy giả. Xin chào các tử học viên. Vì hôm nay thì mình sẽ học tiếp bài số 2. Bài số 2 mình còn lại là phần phần đàm thoại với lại sửa bài tập từ tiếng Việt sang Bali. Rồi, chúng ta đọc phần đàm thoại ha, để đọc trước. Sư các thánh vô rồi. Sư các thánh vô rồi. Tu phát tí. Toàn chia ra giá. Adi thô sĩ. Khi đã nghĩ cây tí, tí sang sắp về. Ghê hát chắc là. Má mà thà tí ta rồi chắc là. Phần lá. Tha phúc phát khi nì dù bí phúc khi nô phần tốt hồn hí tắt thành chá áo quá của làng chúc khó á hầm phí kê ta hí phá nát mây hàng ô ta thì ta rồ phí quay giáp Vayapata ahi su Koto vajju Api jahita Ajariyani Santutthumhi Ahotunarang Bang Punyawa jiwa Tatha pitoan Suparati Tuang jiraya Salitho si Khi đà ni cây bí sang sắp về ghê hạ chạc nà Má má mà ta bí ta rô chạc nà Văn nát mà ta phát kí ni dô bí xúc khi nô Tần tốt thùm hí Các thành giá toàn ta quát của làng Xúc khó á hầm bí Kê ta ra hí văn nát mày hằng Cô ta thì ta rô bí Bí giác phát ta á hê xù Cô tô quách dù áp phí chát thi ta à chát y à ni sàn tục thùm hí á hồ xung đá ràng
Á Hô Xuân Đá Ràng Toàn Quỳnh Nhá Hoài Dì Quá Tát Tháp Tí Toàn. Rồi bây giờ mời ai đọc được giơ tay lên, ai đọc được giơ tay lên trước. Mời lớp đọc bình sư. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, xin đọc ạ. Xuất phá rất tí, xin chào. Toàn chí ra giá, á thích thô xí, ý đà ní, khi đi sang phê, dê há, chắc ta. Đã lâu không gặp anh, hiện mọi người trong gia đình anh như thế nào? Má má, Mata Pitaro, Chin Na, Bá Ná, Phá Tú Phá, Ghi Ní Dô, Bí, Xúc Khí Nô, Săn Tút Thơm Hí, Các Thanh Chá, Tá Quá, Cú Lăng, cha mẹ của tôi đã già, còn các anh chị em thì cũng khỏe, xin cảm ơn. Còn gia đình của anh thì sao? Xú Khô, Á Hí, Ê Tá Rá Hí, Bá Ná, Mây Hoàng, Út Tá, Thi Tá Rô, Bí, Quá Dấp, Bách Ta, Á Hê Xung, Út Tô, Quên Dô, Á Bí Chá, Bí Tha, A Chá Rí Gia Ni, Săn Tút Thơm Hiến, tôi cũng khỏe. Riêng các con của tôi nay cũng đã trưởng thành. Đứa con trai thì làm bác sĩ, còn đứa con gái thì làm cô giáo. Xin cảm ơn. Á Hồ Sơn Đá Răng, Á Hồ Sơn Đá Răng, Toàn Quân Nhá Qua Dê Quá. Ồ, tốt quá, anh đúng là người có phước. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, Bạch Sương xin đọc ạ. Sufarati, xin chào. Sufarati, xin chào. Bằng chí ra giá, át tít thô xí. Ý đà ní kì ý sân sát bề, ghê hái chá nà. Đã lâu không gặp anh, hiện mọi người trong gia đình anh như thế nào? Má má, Mata Pitaro, Gina, Anna, Fatu Phá Ghi, Phá Ghi, Niyo, Pí Sukino, Santut Thom Hí, Các Thằng Chá, Tá Quá, Cú Lăng. Cha mẹ của tôi đã già, còn các anh chị em thì cũng khỏe. Xin cảm ơn. Còn gia đình của anh thì sao? Xúc khô á hầm pí, Ê tá rá hí, Bá ná mây hằng, Phút tá đi tá rô, Pí, Quá giá, Quá giá bát tà, A hê sung, Phút tô quê chô, Pí chá, Thi tà, Á chá rí gia ni, San túc thầm hí, tôi cũng khỏe. Riêng các con của tôi nay cũng đã trưởng thành. Đứa con trai thì làm bác sĩ, còn đứa con gái thì làm cô giáo. Xin cảm ơn. Á Hồ Xuân Đá Rằm, Á Hồ Xuân Đá Rằng, Toàn Quân Nhà Hoa, Dê Quá. Ồ, tốt quá, anh đúng là người có phước. Tá Thạp Bí Toàn, anh cũng thế. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Dị Bảo. Xuống phá rất tí, xin chào. Văn, chá ra, chí ra giá, á thí thô hi,
ad adithohi. Con xin đọc lại ạ. Số phá rá tí xin chào phân chí ra giá adithohi xí ý đà ní kỳ đi sang sắp bề ghê há cha nà. Đã lâu không gặp anh, hiện mọi người trong nhà gia đình anh như thế nào? Mama mata bitaro china bana fatu fa giniyo pi sukhino santutthamhi kathancha tá quá cú lăng. Cha mẹ của tôi đã già, còn các anh chị em thì cũng khỏe, xin cảm ơn. Còn gia đình của anh thì sao? Sú khô á hâm phí ê ta ra hí pa na mây mây hằng bút tá thì ta rô pí quá giáp bát ta á hê sùng bút tô quay quét trồ á phí chá thì ta a chá rí già ní san tút thầm hí. Tôi cũng khỏe, riêng các con của tôi cũng đã trưởng thành. Đứa con trai thì làm bác sĩ, còn đứa con gái thì làm cô giáo. Xin cảm ơn. Á hô sung đá răng, á hô sung đá răng, toàn bồn nhá quà về quá. Ồ, tốt quá, anh đúng là người có phước. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin đảnh lễ sư, con xin đọc ạ. Suparati xin chào. Suparati xin chào. Toàn Chiraya Adithusi Idani Kirisang Sappe Geha Chana. Đã lâu không gặp anh, xin mọi hiện mọi người trong gia đình anh như thế nào? Mama ma Mama Mata Pitaro China Pana Fatu Faginio Pit Sukino Sangtuthom Hi Cách Thành Cha Tawakulang. Cha mẹ tôi đã già, còn các anh chị em tôi thì cũng khỏe, xin cảm ơn. Còn gia đình của anh thì sao? Sukho Ahang Pit ê ta ra hi pa na mai hằng put ta thi ta ro pi wa cha pat ta a he sum put to we cho a pi cha di ta a cha ri ya ni sang tu thom hi. Tôi cũng khỏe, riêng các con của tôi nay cũng đã trưởng thành. Đứa con trai thì làm bác sĩ, còn đứa con gái thì làm cô giáo. Xin cảm ơn. Á hô xin đá răng. Á hô xin đá răng. Toàn put pun pun nha qua dê quá. Ồ, tốt quá, anh đúng là người có phước. Tá tha pí toàn, anh cũng thế. Dạ con xin hết. Là Sukino đó mình chỉnh đạo cho sư là đại chỉ xuất khi xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa con kính đảnh lễ sư, con xin đọc bài Suparati Toàn Chị Thông chí ra ya adito si ita ni ki di sam tap ve ge ha cha na. Đã lâu không gặp anh, hiện mọi người trong gia đình anh như thế nào? Mama mata pi ta ro chi na pa na pa tu pa ki ni yo hi su ki no san tu to thom hi kat than cha ta quá khu lâm. Cha mẹ của tôi đã già, còn các anh chị em thì cũng khỏe, xin cảm ơn. Còn gia đình của anh thì sao?
Sukho aham pi etara hi panna mayam putta pi taro pi waya wayapata ahe sum puto we jo api jatita aja ari yani santu hom hi. Tôi cũng khỏe, riêng các con của tôi nay cũng đã trưởng thành. Đứa con trai thì làm bác sĩ, đứa con gái thì làm cô giáo. Xin cảm ơn. Atho Sutta Ram, Atho Sutta Ram, Tom Punya Wa Yewa. Ồ, tốt quá, anh đúng là người có phước. Tatha Phi Tom, anh cũng thế. Dạ thưa con, xin cảm ơn. Cố gắng đọc cho có dấu dài, dấu ngắn ha. Cái nào có dấu A, cái nào không có, cái nào có dấu Ý, dấu Y. Đọc cho đúng. Dạ. Sư Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Subharati, xin chào. Toàn Chiraya Adithosi Idani khi đi sang sắp bề ghê hát chán hà. Đã lâu không gặp anh, hiện mọi người trong gia đình anh như thế nào? Mama Mata Pitaro Pinya Pana Bà Tu Ba Ghi Ni Yô Phi Xúc Khi San Tức Thầm Hi Ca thành cha ta va cu lăng. Cha mẹ của tôi đã già, còn các anh chị em thì cũng khỏe, xin cảm ơn. Còn gia đình của anh thì sao? Sukho ahampi etarahi panya pana mayhang putta thitaro phi vayapatta ahe sun Tô vết chô Apicha Dita Achari Yani Santutom Hi. Tôi cũng khỏe, duyên các con của tôi nay cũng đã trưởng thành. Đứa con trai thì làm bác sĩ, còn đứa con gái thì làm cô giáo. Xin cảm ơn. Aho Sundaran, Aho Sundaran Tông Quỳnh Nha và về ba. Ồ, tốt quá, anh đúng là người có phước. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc. Chúc Phật rất tí, xin chào. Chúc Phật rất tí, xin chào. Con Chí Ra Giá Adit Thâm Hí Adit Thâm Xí Ý Đề Lý Kỳ đi săn, sắp bề, người há, cha nè, đã lâu không gặp anh. Hiện mọi người trong gia đình anh như thế nào? Má má, mát ta, bít ta rô, chinh nè, bá ná, phà tú, phá ghi ní dô, bí, chú khô, chú khi, chú khi nô, săn tức hầm hí. Cá thành cha tái quá cú lăng, cha mẹ của tôi đã già, còn các anh chị em thì cũng khỏe, xin cảm ơn. Còn gia đình của anh thì sao? Chú khô e hàm bí e tê rê hí bá ná mê dăng bút tế thì tê rô bí quái giáp bát tê e hê xung bút tô Quetro, Abicha, Dita, Achari, Yani, Achari, Yani, Sang Tức Thâm Hí. Tôi cũng khỏe, riêng các con của tôi này cũng đã trưởng thành. Đứa con trai thì làm bác sĩ, còn đứa con gái thì làm cô giáo. Xin cảm ơn. Eho, Sundaran, Eho, Sundaran, Toàn, Unyewa, Yewa. Ồ, tốt quá, anh đúng là người có phước.
Ta thè bí toàn anh cũng thế. Vậy thầy sư cũng xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc Suparnati xin chào. Chiraya Ati Tosi Hidani Kibisang Sapde Geha Chana. Đã lâu không gặp anh, hiện mọi người trong gia đình anh như thế nào? Mama Mata Pita Rojina Papa Patu Pagichino Pisuki Sang tu thầm hi khan khắc hành chát tá quá cú lần. Cha mẹ tôi đã già, còn các anh chị em thì cũng khỏe. Xin cảm ơn. Còn gia đình của anh thì sao? Suko a hầm hi e ta ra hi pa na mai yang pu ta di ta ro pi wa ya pa ta a hết a hết sung Tutto vecchio apicha ita acabiyani sang tu thầm hi. Tôi cũng khỏe, riêng các con của tôi đây cũng đã trưởng thành. Đứa con trai thì làm bác sĩ, còn đứa con gái thì làm cô giáo. Xin cảm ơn. A hồ xin đá rằng tầng huynh giáp và dê quá. Ồ tốt lắm, anh đúng là người có phước. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư, con xin đọc. Suparati xin chào. Suparati xin chào. Toan Chiraja Atithosi Idani Kidisang Sabbe Gehachana. Đã lâu không gặp anh, hiện mọi người trong gia đình anh như thế nào? Mama Mata Pitaro China Pana Pha Tú Pha Gin Nhín Nhí Dô Pí Sukhino San Tút Thồm Hí Các Thành Chá Tá Quá Cú Lăng. Cha mẹ của tôi đã già, còn các anh chị em thì cũng khỏe. Xin cảm ơn. Còn gia đình của anh thì sao? Sukho Á Hàm Pí Ê Tá Ra Hí Pá Ná Mai Hăng Út Tá Thi Tá Rô Pí Hoa Giá Bát Tà Á Hê Xùm Bút Tô Bút Thô Quét Chô Á Pí Chá Á Pí Chá Thí Tà Á Chá Chá Ri Gia Ní Sát Tút Thôm Hí. Tôi cũng khỏe, riêng các con của tôi nay cũng đã trưởng thành. Đứa con trai thì làm bác sĩ, còn đứa con gái thì làm cô giáo. Xin cảm ơn. Á Hô Xuân Đá Răng Á Hô Xuân Đá Răng Toan Pun Nhá Quá Chê Ná. Ồ tốt quá, anh đúng là người có phước. Tá Tha Pí Toan, anh cũng thế. Thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư, đã hết rồi sư. Rồi giờ mời lớp sửa bài tập số 2 phần phần tiếng Việt sang Bali nha. Anh Khánh bóp bài bài tập đi. Dạ. Rồi các tớ làm được làm trong trong phần chat đi, rồi người ta sẽ copy qua để sửa ha. Các Khánh cho cô đọc đi, các Khánh viết nha các Khánh. Dạ. Bác sư, con xin trả lời câu số 1 của sư. Dạ. Siddhartha Raja Kumaro Susan Vutin Riyan
Samanang. Không phải chữ đó, xài chữ Indriya. Indriya, dạ. Indriya. Samanang. Bác sĩ Toa. Bác sĩ Toa. Bác Bá Chí Tùng. A Thí Ca Sĩ. Xong rồi cô bạn. Dạ xong rồi các thân. Đi nhà chơi nữa nhà như thiếu không cô? Này chuyện này ta cũng sợ lộn sợ ta. Cái này nhiều khi nó phải thiếu, nhiều khi nó phải cao. Xuất sang quốc tình tí giá. Dạ đúng rồi. Xuất sang quốc tình tí giá. Quốc tình. Xuất sang xuất sang quốc tình sáng. Xuất sang chú. Đi sang hả? Xuất sang. Tú sang. Chú chị như giá chú. Trước tiền đi nha. Biết chính. Sao mới năng luôn thôi gì? Ông biết chuyện xuất xăng đi. Số khăn sao sư? Chú xăng. Tú xăng. Mà chấm. Chú xăng bú. Chú xăng. Biết chính lại. Số sang quốc quốc tình trí văn là được rồi, cái đó được rồi, trí văn này quốc tình trí văn không phải quốc tình mà chấm thôi rồi. Quốc này là một chữ t hai chữ t thôi. Một chữ T hả các Khánh? Dạ, một chữ T. Sau khi nhìn thấy vị sa môn có các căn thế thuốc, Thái tử Chí Tất Thá đã quyết tâm ra đi xuất gia. Ở đây câu này mình thấy là xuất gia đi. Người ta dịch bất biến quá khứ phân từ trước à, sau khi nhìn thấy tức là Phá Sĩ Toa. Trước bất biến quá khứ phân từ thì có một cái túc từ, tức là nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy vị sa môn à, rồi à, có các căn khéo thu túc là tính từ của cái vị sa môn, cho nên nó cũng được ghi ở đối cách giống nhau à. Rồi tới động từ là quyết định
ở đây còn thêm chữ ra đi ha. Đi kamitom. Quyết định. Thì kia mình xài lại bắp bắp chai giá đi ạ. Bắp bắp chai giá. Từ bắp bắp chi tung á. Bắp chi tung xài bắp bắp chai giá. Cho nó khác nhau, cho để hai cái tung gì nó không hay. Ừ. Bắp bắp chai giá. Ra đi xuất gia ha. Biết tâm. Biết tâm để ra đi xuất gia. À, thì à, hai cái này à, biết tâm để làm cái gì đó thì hai cái đều sử dụng ở chỉ định cách, nhưng mà một cái mình sử dụng động từ với tung, một cái mình sử dụng danh từ ở chỉ định cách. À, rồi cảm ơn sư. Cái tha xí á khám kiểu cái chữ cuối động từ á, cái tha xí a dài. Rồi. Nó có thể phân ra à, ví dụ sau khi nhìn thấy mình đặt cho nó là số 1 số à, cho số rồi có các căn theo thu thúc rồi thái tử si thất thá đã quyết tâm rồi ra đi rồi xuất gia, mình ngăn ngăn từ nó để mình ra số. Ví dụ ở đây mình đếm mà có mấy từ, mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mình có 7 từ, tìm cái nào chủ từ mình cho nó số 1. Rồi tái động từ. Động từ ở đây mình thấy nếu mình nhìn qua thì mình sẽ thấy có hai động từ, một động từ thấy, một động từ là ba động từ ra đi rồi xuất gia nữa. Nhưng ở đây mình quyết tâm rồi ra đi xuất gia nữa. Thì mình thấy phải xác định được động từ chính. Để ở đây cái động từ chính ở đây quyết tâm à, quyết tâm. Rồi à, ra đi để làm gì đó. Nhưng mà cái chữ ra đi ở đây nó không còn là động từ chính ở trong câu nữa, nó là bị biến cách rồi. Còn à, xuất gia ở đây mình có thể sử dụng dạng tung hoặc là dạng danh từ, danh từ ở dạng nữ tính. Nhưng mà vì phía trước mình đã xây chữ ra đi rồi, từ cái chữ xuất gia mình sử dụng lại dạng danh từ nữ tính, à, dạng từ nữ tính để cho nó khác nhau. Thì ở đây mình sẽ bỏ số cho nó làm sao. Sitathara Chakumaro là số 1, rồi cho động từ là số 7 đi. Động từ số 7. À, rồi trước động từ thì à, nó có là ra đi để làm gì đó thì nó là số 6. Đó là số 6. Rồi à, ra đi làm gì đó thì ra đi xuất gia thì nó là số 5. Chữ xuất gia mình cho nó là số 5. Số 5. Nhưng ở đây mình thấy là trước khi tới động từ chính á, nó có chữ sau khi. Thì à, cái chữ sau khi ở trong trường hợp này mình cho nó là số 4. 4. Rồi chữ sao thấy, thấy sa môn thì sa môn là số 3. Rồi cái chữ in tí giá là số 2. À, mình phân từ nó ra vậy. Rồi mình mới sắp xếp lại. Cái này mình phân ở trong phần tiếng Việt. À, rồi sau đó mình sắp xếp lại thành câu Pali. Thì mình thấy nó sẽ ngược lại. Tiếng cái nào được dịch trước được sự viết sau, viết sau, viết sau thì được tự. Rồi. Câu 2. Thưa sư cho con hỏi cái bát bát cha giá đó là cách thứ tư hả sư? Cách thứ tư. Dạ, cảm ơn sư. Tại nó đứng trước cái Nikamitum nên nó cách thứ tư đúng không sư? Ừ. Tại ra đi để làm cái gì đó thì để là phải cách thứ tư rồi. Dạ. Ra đi rồi làm mục đích, ra đi để làm gì thì cách thứ tư nó chỉ mục đích, cho nên nó danh từ ở dạng cách thứ tư.
Dạ, câu số 2, làm câu số 2 nè. Cô Dung Túc làm câu 2 hả? Làm câu 2 được không? Con làm câu số 2 sư. Làm được không? Dạ con có viết lên rồi mà sư. Rồi hả? Khánh là con 2 rồi. Sang khá là mi vàng. Ngài và người đánh xe Sô chát Chân mã xa rất thi chát Người đánh xe Dùng ngựa kiên trách Rời khỏi hoàng cung Thăm suốt Hồn suốt Mã xa đâm khá Cái chữ xa rất hạp phun mi vàng này thì mình biết đầu câu không được Nên sư thì nên biết nó sao chủ từ thì tốt hơn. Biết sao chủ từ, biết cái phía sau nữa, phía sau nữa. Tại cái đó nó phía sau chân nó sao nó thi chát rồi. Đêm rằm tháng là sao có đó mình biết vậy thì ở đây mình thấy là vào đêm rằm tháng là sao khác mình dùng nó giống như là cạn từ cách thứ bảy cách thứ bảy dường như là cạn từ chỉ thời gian và thật ra nó là cách thứ bảy rồi ngày thì ngài và người đánh xe hai cái này chủng từ cho nên mình xôi chát chanh lá sao đến thi chát rồi rời khỏi hoàng cung dùng ngựa để rời khỏi hoàng cung hoặc là rời khỏi hoàng cung bằng ngựa kiền trắc thì rời khỏi bằng cái gì đó thì cái đó bằng cách thứ ba rời khỏi bằng cái gì đó thì người ta sử dụng cách thứ ba còn cái này rời khỏi cái gì đó thì nó là cách thứ năm để ở đây người ta không biết là pa sa đâm ha ni kha min su rời khỏi cái gì đó là cách thứ năm bằng rời khỏi cái gì đó bằng phương tiện gì thì sử dụng cách thứ ba ý như vậy thì chúng ta sẽ làm được cái phương tiện thì dùng ở cách thứ ba mà rời khỏi cái gì đó thì cái đó là cách thứ năm cái này em trước lần có học hết rồi cách mình có học hết rồi có cách thứ năm này mình chưa học còn cách thứ ba hôm trước mình có chỉ phương tiện đó có học rồi mình sẽ đánh số làm sao mình sẽ đánh số là xô chá là số 1 tức là chữ ngày là số 1 thanh nát xa đó thi thi ai rồi mình chạy mình đánh số cho động từ cho động từ là số mấy 2 3 4 5 6 động từ là đâu 1 1 2 3 4 5 6 động từ số 6 ha từ thứ sáu trước động từ rời khỏi cái gì đó thì mình chia cách thứ năm cho nên nó là số 4 rồi rời khỏi cái gì bằng cái số 5 số 5 chữ số 4 nó là thay số 5 rời khỏi cái gì đó bằng ngựa kiền cắt vào đêm rằm tháng nào sau tháng thì đó nó là số 3 mình đánh số như vậy mình đánh ở trong phần tiếng Việt sau đó mình sắp từ ngữ Bali mình chia cách rồi ai làm câu 3 chưa
hãy làm được, làm đi. Có ba tay làm rồi nè. Chúng ta phi câu 3 đi. Câu 3, câu 4, câu 5 có. Câu Hảo làm câu 5, Lăng Lê làm câu 4. Còn câu 3 thì ai làm? Dạ, câu 3 con có đánh hết rồi. À. Sau khi quyết định ra đi xuất gia, thái tử không đi đến vương nữ để xin phép vui đức. Sau khi quyết định, sau khi tức là bất quyết quá khứ phân từ rồi, thì mình sẽ thấy trước bất quyết quá khứ phân từ thì ở đây quyết định ra đi để xuất gia, quyết định ra đây để xuất gia mình chia nó ha, đó như vậy mình sẽ được ba từ rồi. Sau khi quyết định ra đi xuất gia rồi mình mới trả lại chủ từ là thái tử, rồi không chứ không đi đến, mình biết chính luôn ha, không đi đến ác gan toa, không đi đến vương ngự, không đi đến vương ngự, không có chữ cha biết ở đây không được, không đi đến vương ngự là không đi đến chỗ của đức vua, cho nên cái chữ cha này, cái chữ ma ta răng xếp ở đây là không được. Cái lại ca cha ni về sa lát thì phải là không đi đến vương ngự. Như vậy cái chữ vương ngự này là chữ gì, nó cách thứ mấy? À, không đi đến vương ngự, như vậy chữ vương ngự này cách thứ mấy, chỗ của đức vua này là cách thứ mấy? Cách thứ 4 á sư. Sao cách thứ 4 được? Cách thứ 2. Không đi đến cái gì đó hoặc là đi đến cái gì đó thì nó là cách thứ 2 thôi, cho nên cái chữ này phải sửa lại nè. Ra cha ni về sanh nè. Ông sửa câu sao nè, khoan, ta tùm lum hết đây. Câu trước ta sửa câu sao rồi. Qua không đi đến vương ngự, như vậy thì có khi chữ không đi đến này có thể qua để chỗ này nè. Không đi đến vương ngự để xin phép vua cha, vậy là không đi đến này là nó là chủ tâm từ chính ở trong câu hả? Dạ. Vậy là càng thấy không đi đến này là tâm từ chính. Gắt chát tí, gắt chí. Na gắt chí. Na gắt chí hả nô? Na gắt chí hả sư? Na gắt chí. Nô được không sư? Nô được. Thôi xài chữ ná đi cho nó rõ. Đánh dấu cắt nữa. Cắt chữ ná rồi. Nó gạch chí không đi đến vương ngự ra chá đi miền sanh năng để xin phép vua cha, coi như là được rồi. Đó là gì được. Vậy ở đây mình có gì? Sau khi quyết định thì nó là anh tiếp thay toa. Sau khi quyết định ra đi thì nít khám nít tung xuất gia thì pháp phải trả giá, quyết định để làm cái gì đó thì có mục đích, mình sử dụng là cách thứ tư. Rồi thái tử mình đem lên đầu câu ha. Thái tử không đi đến về đồng thời chính, không đi đến vương ngự, không đi đến đâu đó thì đó sử dụng ở đối cách vương ngự để xin phép vua cha. Để đây mình dùng người biến cách gì là để ha. Để xin phép ô càng xăng là
người cha xin phép ai đó thì cái đó được dùng ở cách thứ năm thay vì năm ha. Oka sang một a Oka cha bitara chữ ra cha bitara là cách thứ năm năm ha. Còn Oka sang gia chí tung thì nó là xin phép ai đó thì người đó chia cách thứ năm. K là một chữ, Oka san là một chữ K. Chữ Oka san. Rồi đó là câu số 3. Anh học cái câu rồi sẽ nằm lên khánh ơi đưa con chú ba lại cho tiên chụp 10 cái học cái câu sẽ nằm lên. Dạ. Xóa bớt các cái hàng đi Khánh để nó kéo gần nhau hơn. Cảm ơn Khánh. Để con phun nhỏ lên tí. Bên kia bà sao anh hùng ma bà rang là ở bên kia ha. Bà rang lên màn chấm dưới ở bên kia bà sao anh hùng ma. Vậy thì cái chữ bà sao anh hùng ma là phải biết trước. Bên kia của cái bờ sông thì cái bờ sông nó phải biết trước. Ano Ano Na Di Tiêu Ta Răng Sát ha. Bên kia của cái bờ sông thì phải tay Răng Sát. Răng Sát Tì Rác Tì Tì đã xong rồi mà thái tử anh em cái chữ thái tử để lên đầu câu. Thái tử để đầu câu cái chữ pa rang đó là nó dùng như là tặng từ chỉ nơi chốn nên để nó phía sau chủ từ. Thảo bỏ râu tóc Musuke Seohari Shi. Thảo bỏ râu tóc tách áo cà sa và thọ trì hình khứa kia. Trong trường hợp như vậy mình xem coi cái nào là động từ chính. Chia nó theo thì. Còn các động từ còn lại thì chia nó ở dạng bất biến quá khứ phân từ.
tại bất biến mất cứ phân từ là diễn tả hành động xảy ra theo thứ tự. Một câu mình chỉ sử dụng một động từ chính thôi, cho nên ở đây cái chữ cạo bỏ râu tóc là bất biến quá khứ phân từ. Oharitoa. Oharitoa. Và rồi đắp áo cà sa cũng là bất biến quá khứ phân từ ha. Nivasitoa. Rồi thọ trì samadhi. Họ trì cái gì đó thì cái đó nó phải là đối cách. Dân. Để làm câu này sai nhiều. Bất chí táo bất tăng. Bất tăng. Bất tăng. Bất tăng. Bất tăng. Đối cách. Bất ba chí tá bất tăng. Hai chữ T. Hai chữ T. Hai chữ T. Rồi. Dư chữ H thì chữ B vô. Bắp bá. Bắp bá chim ta quanh tầm. Á nô ma ná đi. Á nô ma ná đi. Á nô ma ná. Thiếu chữ ná. Chữ ná luôn. Á nô mô. Á nô ma. Á nô ma ná. Thêm đi ná. Rồi. Câu này làm sai hơi nhiều. Đi tí ra xa ba răng. Ở đây mình sẽ thấy là ở bên kia bờ sông Anuma nó là một cụm, giống như một cụm của trạng thái. Thì nó biết sao chủ từ là thái tử. Biết sao chủ từ là thái tử. Rồi cạo bỏ râu tóc. Cùng bất biến với các bác cứ phân từ với một một cái thực tế thì dùng với một cái bất biến mất cứ phân từ với ca sao quăng ha. Ca sao quăng đi à, có sao quăng trung tính ca sao quăng cái chữ a á ca sao quăng rồi thọ trì thần sức gia. Thường trước một bất biến quá khứ phân từ nó là một tốt từ ha, ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt thôi thì nó mấy cách khác, còn không thì nó là cách thứ hai hết. Trước tốt từ, trước động từ, trước động từ, trước bất biến quá khứ phân từ thì nó là một tốt từ, cách thứ hai, ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt thôi thì nó mấy cách khác. Bây giờ thầy tử sẽ thách thách vừa tròn 29 tuổi. Thách thách cô mà rô e cô ngã tinh sắc tí gia ai dị có mơ rê cô nô rắc hô xí. Ở đây thì câu số 5 có lúc bây giờ là á thách cô lúc bây giờ á thách cô là khi ấy. Thì lúc bây giờ mình xài chữ idani. Chắc Kumaro vừa tròn cái chữ vừa tròn ở đây là Parikuno quá vừa tròn 29 tuổi. Eko nói vì sắp tí già là 29
còn ayu có ma nê na ayu ayu chứ không phải là anu, ayu là tuổi thọ. Ayu có ma nê na, cái chữ có ma nê na ở đây là khoảng, thường Bali sử dụng vậy. Mình nói là 29 nhưng mà họ vẫn sử dụng là cái chữ khoảng 29. Quen. Rồi, đó là con số 5. Ở đây tìm thấy là cái này là tại 29 là số nhiều. Ở dưới có mani hi, cái này nè. Số nhiều. À dưới ba ma. Ở đây thì thấy là những cái tuổi á là số nhiều nhưng mà con số thì là số ít. Số nó có một số con số là nó chỉ được chia ở số ít thôi, mặc dù nó là tính từ của cái chữ ai giúp có mang đi, chỉ đồng đồng cách thôi. À, nó chỉ đồng cách. Rồi. Ê cô Na, cách đi ra cái đó là cách thứ mấy, thứ tư luôn hả sư? Cái này cô nói tiền sát tí già nó là cách thứ tư luôn hả? Cách thứ tư. Không, cách thứ ba. Cái này cách thứ ba ha. Hai cái này cách thứ ba hết. Dạ. Cách thứ tư nó có dạng e hí. Thì cách thứ ba, cách thứ năm. Cái con nó là y già. Cái này nó tính từ cái này thì nó phải đồng cách rồi. Ê hí là cách thứ ba. Cái số ít không sao? Cách thứ ba số ít. Ừ. Cách thứ ba số nhiều. Chí gia là số ít. Ê hí là số nhiều. Ê cu na tí xa tí gia. Làm xong bài số 2. Rồi mình sang sửa xong rồi sang học bài số 3 một tí ha. Ủa thưa sư, cho con hỏi lại, cái mà Ayupa Manehi á, cái đó là số nhiều là tại vì cái kia đó là 29 tuổi là nên cái đó là số nhiều, là cách thứ ba số nhiều. Còn Ekun Tiên Sát Tiên Gia, cái đó là nó là số ít, cách thứ ba mà số ít là do nó chỉ là cái tuổi nó là dạng số ít đó đúng không? Tại con số này nó chỉ được chia dạng số ít thôi. Dạ. Và cái bảng chia của con số này nó không có dạng chia bảng số nhiều. Này, đến khi học phần số đếm mình sẽ rõ. Số đếm có số gì hết thì phải chia số ít hay là tất cả số thì phải chia số ít sư? Một số mạng, một số con số chỉ được chia ở số ít. Về thông biến 2 mình có 7 số điểm. Rồi thông dân mình thấy mình kết thúc học bài mới đi. Anh tuần học có buổi anh thử học cho nên em lâu lắm. Chưa lớp thứ bài xong chưa? Dạ xong rồi sư. Dạ bạch sư xong rồi nha.
cắt đi. Được rồi, thưa. Rồi, bây giờ mình sẽ học bài mới. Mới là bài số 3. Bài số 3 là bậc chuyện bậc gia. Trong bài này thì có một đoạn lịch sử ngắn. Sau đó là phép sử dụng ngữ cách trong tiếng Bali tiếp theo, tức là từ cách thứ 5 tới cách thứ 8. Rồi là danh từ năm tánh bị ngữ cú như là ta rút thầm thoại. Bây giờ mình sẽ học cái bản chia trước ha. Bản chia danh từ năm tánh bị ngữ cú như là ta rút trước. Đây bạn chia bạn nghiên cách danh từ nam tính bị ngữ cú như là đá rút thầy giáo. Bây giờ tôi sẽ chia cho lớp xem trước, rồi mình sẽ qua cái bảng bảng chia mà nó có cái đuôi á, mình tập chia cái bảng đó cho quen à. Còn cái này thì cho xem để mình biết thôi à. Bây giờ tôi chia cho lớp coi. Chủ cách số ít cá rung, số nhiều cá rung cá rau vô. Chủ cách số ít cá rung, số nhiều cá rung cá rau vô. Tại dùng cách số ít cá rung là số nhiều cá rung ký cá rung ký. Chỉ định cách số ít cá rung nô cá rung sát, số nhiều cá rung năng. Xúc xứ cách số ít cá rung là cá rung hà cá rung mà, số nhiều cá rung ký cá rung ký. Đã thuộc các số ít garuno garu sát số nhiều garu năng định sở cách số ít garu khí garu mình số nhiều garu thuộc các số ít garu số nhiều garu garu thì cái đó là bảng đầy đủ. Bây giờ mình sẽ tập chia trên cái bảng mà nó chỉ có cái đuôi thôi để mình tập chia. Với lại tập chia bằng đọc 8 cách này bằng tiếng Bali ha. Em học quyển 2 rồi tập chia một tiếng Bali cho học quen. Thì mình sẽ có là Pathama khi mình có quá cho nên ra vùng ra rau vô tu ti ya ekavachana garum bahuvachana garum garavo ta ti ya ekavachana garum na bahuvachana garum hi garum chatuthi ekavachana garum no garusa bahuvachana garum nam panjami ekavachana garum bahuvachana garum garavo. Hãy xem lại lần nữa ha. Pathamai ekavachana garu bahuvachana garu garavo tutiya ekavachana garu bahuvachana garu garavo tatiya ekavachana garu na bahuvachana garu hi garu hi chatuthi ekavachana garu no garu sa bahuvachana garu nang panjami ekavachana garu na garu ha garu ma bahuvachana garu hi garu hi chatthi ekavachana garu Bích khu nô, bích khu xá, bá hú vá chá ná, bích khu năng. Sát tà mi, ê cá vá chá ná, bích khu hí, bích khu bình. Bá hú vá chá ná, bích khu xú. À lá bá ná, ê cá vá chá ná, bích khu. Bá hú vá chá ná, bích khu. Bá khá vô, thư xương xin hết. Yeah. Xin mời cô Diệu Bảo ạ. Sư con xin chia động từ con xin chia danh từ nam tính có chữ sát tú là kẻ thù ạ. Pathama ekavachana sát tú bahuvachana
sát tu sát tá vô đô tí già ê cá quá chán ná sát tùng bá hú quá chán ná sát tù sát tá nhập vô tá tí già ê cá quá chán ná sát tú nà bá hú quá chán ná sát tù hí sát tù phí chát tú thi ê cá quá chán ná sát tú nô sát tú xá bá hú quá chán ná sát tù năng bành cha mì ê cá quá chán ná sát tù ná sát tú nà sát tùm hà sát tú sma bá hú quá chán ná sát tù phí sát tù phí chát thi ê cá quá chán ná sát tú nô sát tú xá bá hú quá chán ná sát tù năng sát tá mì ê cá quá chán ná sát tùm hí sát tú mình bá hú quá chán ná sát tù xú ê quá lá bá ná ê cá quá chán ná sát tú bá hú quá chán ná sát tù sát tá vô con xin hết ạ. Dạ xin mời quý vị nào mà không có giơ tay phát biểu vui lòng phát âm thanh ạ. Dạ bà sơ, con xin chia danh từ năm tính vị ngữ u là gá rú. Sư, cái bản của con nó là tiếng Việt. Dạ bạch sư, con xin chia ma tha ma quý ta ta tí e cá quá cha ná là gá gá rú gá rú ma hú quá cha ná là gá rú gá ra vô tu tí già quý cha tí e cá quá cha ná là gá rung ba hú quá chá ná là gá rù gá ra vô ta tí giá quý chá tí ê cá quá chá ná là gá ru na ba hú quá chá ná là gá ru hí gá ru phí chá tú thì quý ba tí ê cá quá chá ná là gá rú nô gá rú xá ba hú quá chá ná là gá rú năng pan chá mì quý ba tí ê cá quá chá ná là gá rú na gá rùm ha gá rú sma ba hú quá chá ná là gà ru hí gà ru phí chà tí quý bát tí ê cá quá chá ná là gà ru nô gà ru xá ba hú quá chá ná là gà ru năng tát tá mì quý tát tí ê cá quá chá ná là gà ru gá rùn hí gá rút min ba hú quá chá ná là gá rù xú a pa la na quý pa tí ê cá quá chá ná là gá rú ba hú quá chá ná là gá rù gá ra vô. Dạ bà sư, con xin hết. Mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con chọn danh từ Pan Thú Thuần Quyến. Pathama Ekawachana Pan Thú Pahuwachana Pan Thù Pan Tha Vô Dutiya Ekawachana Pan Thùng Pahuwachana Pan Thù Pan Tha Vô
Tatiya ekavachana panthuna bahuvachana panthuhi panthusi chatuthi ekavachana panthuno panthusa bahuvachana panthunam panchami ekavachana panthuna panthumha panthusna bahuvachana panthuhi panthusi chatthi ekavachana panthuno panthusa bahuvachana panthunam satami ekavachana panthumhi panthusmi bahuvachana panthusu alapana ekavachana panthu bahuvachana panthu panthavo. Dạ thưa sư xin hết. Cố gắng chia đọc nhanh gì á mới hiểu, để đọc kỹ nó mới tốt. Dạ xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nam tính dĩ ngữ u như là garu thầy giáo. Garu. Garu, dạ, garu thầy giáo. Athama ekavachana garu. Ahuvachana garu. Garavo. Yutiya ekavachana garun. Bahuvachana garu. Garavo. Tatiya ekavachana garuna bahuvachana garu garuhi garubi chatuthi ekavachana aruno arusa bahuvachana gasunang panchami ekavachana garuna garumha garasma bahuvachana garuhi garubi chatti ekavachana garuno garusa bahuvachana garunang satami evak ekavachana garumhi garasmin bahuvachana garusu alakana evakachana garu bahuvachana garu garavo. Dạ thưa sư con xin thật. Yeah. Mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ khê tú là cây cờ. Hathamana ekavachana khê tú bahuvachana khê tú khê tá vô chutiya ekavachana khê tú bahuvachana khê tú khê tá vô tatiya ekavachana các thứ là bahuvachana kể từ hi từ bi các thứ thì ekavachana kể từ nào kể từ sáng bahuvachana kể từ nào thành trang bị ekavachana kể từ là kể từ hà kể thasma bahuvachana kể từ hi kể từ bi chatti ekavachana kể từ nào kể từ sáng bahuvachana kể từ nào tatami ekavachana kể từ hi kể từ sni bahuvachana kể từ số alapana ekavachana kể từ bahuvachana kể từ kể ta vô. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc. Con đọc từ ba hú sư cánh tay.
Dạ. Bát tha ma. Bát tha ma. Ê ca vá chân ná. Bà hú. Bà hú vá chân ná. Bà hú. Bà ha vù. Đu tí dạ. Đu. Đu tí dạ. Ê ca vá chân ná. Bà hùm. Bà hú vá chân ná. Bà hú. Bà ha vù. Tá tí dạ. Ê ca vá chân ná. Bà hú nà. Bà hú vá chân ná. Bà hù hí, bà hù phí, chất tu thí, chá tu thí, chá, chá tu thí. Ê kê quá chân ná, bà hù nồ, bà hù xà. Bà hù quá chân ná, bà hù năng. Mì, ê kê quá chân ná, bà hù nà, bà hùm hà, bà hút mà. Chân ná, bà hù hí, bà hù phí. Chát thì, ê kê quá chân ná, bà hù nù, bà hút xà, bà hút xá. Bà hù quá chân ná, bà hù năng. Sát tá mì, ê kê quá chân ná, bà hùm hí, bà hút mình. Bà hù quá chân ná, bà hù xú. Ê lá bà ná, ê kê quá chân ná, bà hù quá chân ná, bà hù. Bà hà vô. Dạ thì sư xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ thưa sư, con tập chia danh từ nam tính vĩ ngữ. Ú như gá rú. Bát thá ma. Ê cá quá chán ná. Gá rú. Ba hú quá chán ná. Gá rú. Gá rá gô. Rút tì gia, ê cá, quá chá ná, gá rùm, ba hú, quá chá ná, gá rù, gá rá gồ, tát tì gia, ê cá, quá chá ná, gá rùn nà, ba hú, quá chá ná, gá rù hí, gá rù pí, chát tút thi, ê cá, quá chá ná, gá rùn nô, gá rút xá, ba hú, quá chá ná, gá ru năng, banh chá mi, pan chá mi, ê cá, quá chá ná, gá ru ná, gá ru hà, gá ru xì mà, ba hú, quá chá. Đọc lại cái chữ đó thôi, ta. Gá ru nà, gá ru hà, gá ru mà. Gá ru nà, gá ru hà, gá ru xì mà, ba hú, quá chá ná, gá ru hí, gá ru bí, chát thi, ba hú, gá chá ná, gá ru nô, gá ru xá, ba hú, quá chá ná, gá ru năng, sát ta mi, ê cá, quá chá ná, gá ru hí, gá ru xì mình, ba hú, quá chá ná, gá ru xú, a lá, pa ná, ê cá quá chá ná gá rú ba hú quá chá ná gá rú gá ra gô. Sư con xin hết ạ. À. Dạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ sư con xin chia danh từ nam tính vĩ ngữ ú. Là sát tú kẻ thù ạ. Bát ta ma e cá quá chán ná. Bát tú. Bá hú quá chán ná. Bát sát tu. Sát tá vô. Đú tí gia. E cá quá chán ná. Sát tùm. Bá hú quá chán ná. Sát tu. Sát tá vô. Bá tí gia. E cá quá chán ná. Sát tu ná. Sát tú nà. Bá hú quá chá ná, sát tù hí, sát tù phí, cha tù thi, ê cá quá chá ná, sát tù nồ, sát tù xá. Bá hú quá chá ná, sát tù năng, phanh chá mì, sát tù nà, sát tùm hà, sát tù mà. Bá hú quá chá ná, sát tù hí, sát tù phí, cha thi.
Eka Vachana Satuno Satusa Bahu Vachana Satunang Satami Eka Vachana Satumhi Satusmin Bahu Vachana Satusu Alapana Eka Vachana Satu Bahu Vachana Satu Satavo. Dạ con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc không? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Rồi mình kết thúc buổi học của ngày hôm nay ha. Kỳ tâm học tiếp. Mời cô Phước Duyên. Dạ. Và buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy ạ. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui ạ. Và bây giờ mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp đọc kinh hồi hướng phước đến chư thiên ạ. Xin mời chị Tịnh Hạnh. Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Tha giá. Con kính tri ân sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước, phước báo buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Javamatha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakantu Sasanang Akasatha Javamatha Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodan Tujirang Rakantu Nogaro Akasatha Javamatha Dewa Naga Mahitika Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu ba ni yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa Idang watano puan yang asawa kaya wahang ho tu anagati kali. Sa thú. Giờ buổi học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp nhé. Sa thú. Con kính tri ân sư. Con kính chào cả lớp. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Mời cả lớp này. Con kính tri ân sư ạ.